Chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mình soi thanh long ở dưới kính hiển vi nhé. Thanh long này mình vừa mua thôi, ăn hết một nửa rồi, còn nửa này thì nhớ ra là soi thử xem dưới kính hiển vi xem nó như thế nào. Đó, thanh long đỏ này ăn rất tốt ấy, ăn rất là ngọt, tốt hơn cả thanh long trắng ruột trắng ấy. Nhìn thấy đã muốn ăn rồi, đúng không? Đó, chờ một tí để mình cắt nó ra, mình để trên nắp kính đó. Cắt mỏng thôi chứ dày quá lại không thể nhìn thấy được. Đây là cái hình ảnh là độ phóng đại là 80x nhé. Phóng đại lên 80 lần nữa. Bạn nhìn chưa? Những sợi sợi không phải là con gì nhất, đó là cái sợi sợi của đo những cái sợi bên trong của cái khóa thôi. Các bạn cứ để ý mà xem, cắt ra sẽ thấy cái sợi như thế. Các bạn đừng nghĩ là con gì trong đấy nhé. Cái bẩn kia là ở trên nắp kính của mình thôi, không phải ở quả thanh long đâu. Đó, những cái sợi này kể cái đường gân của quả đấy chứ không phải là con gì đâu. Thật sự là cái thanh long đỏ này ăn rất là ngọt, rất là mát. Đó, lần đầu mình được nhìn thấy cái thanh long này. Cái đen đen thì không phải là bẩn đâu, do cái ánh sáng nó chưa đến nó thành màu đen thôi chứ không phải bẩn gì đâu nhá. Mọi người cứ nhìn mình bẩn không phải đâu. Khi mà mình quay video này đấy, trời rất nóng mà phòng mình cũng rất là nóng, không nhưng mà không thể bật quạt. Bật quạt tại bật điều hòa không bật được, vì bật quạt tại bật điều hòa lên đấy thì nó thu cả tiếng của cái quạt và của cái điều hòa lên, cứ vù vù sự không thể nào, rất là ồn. Mình đã làm thử mấy lần rồi nên khi thu video ấy thì không được bật cái gì hết, đóng kín phòng mà ngoài đỡ tạm âm vào. Nên thực sự làm video cũng rất là nóng, vất vả. Mọi người thấy kênh của mình hay ấy thì ủng hộ mình nhé, nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé.
Đây là cái độ phóng đại 200 lần. Các bạn nhìn rõ cái những cái mình gọi tên là cái mũi, mũi gọi là cái gì? Đấy, những cái nó xếp xếp với nhau đó. Thôi video mình kết thúc ở đây nhé. Mọi người thấy video mình hay đấy thì nhớ cho mình một like nhé. Và nhớ đăng ký kênh của mình nhé, để ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn. Mọi người có cái ý tưởng gì hay ấy, thì để phần bình luận nhé. Mình sẽ đọc và tổng hợp lại. Thôi ok, chào tất cả mọi người nhé.